tại khách sạn 63 tầng trên từ Dubai, nhà chức trách thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Emirates UAE đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra đám cháy ngoạn mục tại khách sạn sang trọng Andras Downtown 63 tầng, là nơi vẫn còn âm ỉ bốc khói. Phóng viên ngoại quốc báo tin còn thấy lửa cháy tại tầng thứ 20 dường như là nơi phát sinh hỏa hoạn, 16 người bị thương, nhưng chương trình phá bom vẫn được xúc tiến. Chỉ có con đường phía trước khách sạn bị đóng. Cao ốc Burj Khalifa là kiến trúc biểu tượng của UAE. Đám cháy bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi tối thứ năm, lan nhanh tại khách sạn 5 sao trong 10 phút. 4 đội cứu hỏa chiến đấu với thần hỏa trong nhiều giờ. Ca sĩ Anita William đến từ Ireland kể: "Mọi người hoảng loạn tìm đường thoát thân, bỏ lại tất cả." Cô nói: "Tôi thấy như đang phim." Và kính thưa quý vị, sau cùng là tin thời tiết. Tại khu vực San Francisco, đêm nay trời nhiều mây, nhiệt độ thấp 39 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai trời nhiều mây, nhiệt độ cao 54 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Mặt trời mọc lúc 7 giờ 26 phút sáng và sẽ lặn vào lúc 5 giờ 02 phút chiều. Tại khu vực Auckland, đêm nay trời nhiều mây, nhiệt độ thấp 36 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai trời nhiều mây, nhiệt độ cao 57 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Mặt trời mọc lúc 7 giờ 25 phút sáng và lặn lúc 5 giờ 01 phút chiều. Còn tại khu vực San Jose thì thưa quý vị, đêm nay trời nhiều mây, nhiệt độ thấp 36 độ, gió nhẹ và thay đổi. Ngày mai trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 60 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Mặt trời mọc lúc 7 giờ 23 phút sáng và sẽ lặn vào lúc 5 giờ 01 phút chiều. Bảo Ngọc và Đồng Thảo vừa gửi đến quý khán thính giả bản tin tức trong ngày của truyền hình quê hương. Xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị có một năm mới an lành, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin kế tiếp của chúng tôi.